Trong thời gian gần đây, tỉnh Yên Bái đang nghiên cứu và thực hiện các giải pháp khuyến khích nông dân các huyện chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất có sẵn, lồng ghép các chương trình mục tiêu như nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới, chương trình 135 để hỗ trợ nguồn vốn trồng dược liệu cho người dân nhằm khôi phục vùng dược liệu tiềm năng. Ông Hoàng Ngọc Ly, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, một trong những người tiên phong trong việc trồng và khôi phục lại việc trồng lại cây dược liệu dưới tán rừng ở chân đèo Lũng Lô. Rừng trồng mỡ của ông Ly rộng 4 hecta, nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu thu mua thêm của người Tày, Giao. Cứ 4 tháng, các loại cây thuốc ông đem nấu cao được 2 nồi, trị giá 100 triệu đồng. Toàn bộ số cao được Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an thu mua và bán phục vụ cho người dân chữa bệnh tại địa phương. Bây giờ tôi bắt đầu mới khôi phục lại cây trồng. Cây trồng ở đây được 3 năm rồi, bây giờ nó tốt như này. Đấy, bây giờ tôi vẫn là mang thu hái về để nấu cao, để chữa bệnh cho mọi người. Nhằm khôi phục vùng dược liệu tiềm năng, tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện đề án trồng và phát triển cây dược liệu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với quy mô hơn 22.000 hecta, trong đó chủ yếu tập trung lại vùng có rừng phòng hộ. Tỉnh Yên Bái có chính sách hỗ trợ đầu tư về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong việc bảo tồn nguồn gen, khai thác dược liệu tự nhiên, trồng trọt, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển trồng dược liệu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có rất nhiều các đơn vị, có hơn trên 35 các hợp tác xã nuôi trồng dược liệu và có rất nhiều các tổ chức nuôi trồng dược liệu để khôi phục lại cái nguồn cây thuốc bản địa, đặc biệt là những cây thuốc quý như là lan kim tuyến, như giảo cổ lam hiện nay đang mất dần. Đây là những cây thuốc có nằm trong sách đỏ. Thì tại hiện nay Yên Bái đang triển khai cái đề án phát triển nguồn dược liệu tỉnh Yên Bái rất hiệu quả. Hiện hai cây dược liệu có thế mạnh của Yên Bái là quế và sơn tra, bởi tác dụng vừa là thuốc chữa bệnh lại là hương liệu làm phụ gia thực phẩm. Toàn tỉnh hiện có hơn 56.000 hecta quế và hơn 3.820 hecta cây sơn tra. Trong đó, cây sơn tra được tập trung trồng chủ yếu tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Diện tích đang cho thu hoạch quả là hơn 980 hecta, sản lượng bình quân 2.500 tấn quả một năm, đã và mang lại lợi ích kinh tế cao và là loại cây quan trọng cho việc khôi phục vùng dược liệu Yên Bái.